Xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã có mặt ở kênh của em. Thì hiện tại em đã có mặt ở đường Nguyễn Cư Trinh vào bây giờ là cũng 12 giờ trưa. Hôm nay thì em đi giao cái máy thì sẵn này em làm clip chia sẻ cho quý cô chú anh chị về khu vực này. Đây, bên kia đường có những căn nhà đang cho thuê bán. Em nhớ cái quán cơm số 190. Hồi xưa em đi học tập ở bên đây thì em hay qua đó ăn. Thì hôm nay là cô chú đã treo bán nhà rồi, kế bên khoảng tầm 2 căn và cũng có một căn đang cho thuê bán. Ở bên đây thì đa số thì em thấy là quán ăn đồ này kia sẽ bán ở ngoài vỉa hè cho người ta dễ thấy. Phía trước là có một quán bánh đa cua bề bề bún cá Hải Phòng cũng trải ra vỉa hè, rồi bên trong nhà cũng có nhưng mà đa số em thấy là trải ra vỉa hè bán thôi. Ở đây hồi đó em ở nhà bên đây thì em thấy buổi tối và buổi tối ban ngày cũng vậy, ở đây sẽ buôn bán đồ là ngoài vỉa hè hết, mặc dù là mặt bằng là có nhưng mà mặt bằng sẽ trở thành một cái giống như là một cái, nếu mà quán nước thì ở trong là nơi pha chế xong rồi bưng ra cho khách ở ngoài, ở trong vẫn có ghế ngồi nhưng mà các vị khách ở đây thì em thấy đa số thì người ta hay ngồi ở ngoài. Như cái quán này, quán này giờ đổi chủ luôn rồi, quán này hồi lâu em nhớ tên khác, Bico này đã được thiết kế lại luôn. Bên phải em bên đây có một cái quán trước là cái quán gì ta em cũng không nhớ nữa, kế bên cái chạy hòm này treo bảng cho thuê chật kín hết luôn nè. Hay quá trời, em sẽ tiếp. Hồi trước em thực tập ở bên công ty ở số 115 Nguyễn Cư Trinh. Bây giờ công ty đó cũng đã dời đi rồi, không còn ở đây nữa, dời qua bên Trần Quang Khải. Ngay đây có một căn đang sửa lại để cho thuê. Đa số giờ này em thấy hay là vào đi ăn trưa nhưng mà ở đây nó không, em không thấy ai bán. Ủa không thấy ai ăn chứ, em xin lỗi. Hồi xưa công ty của em là nằm ở đây, bây giờ đổi lại thành một cái chỗ làm đẹp. Bên kế bên là một cái shop bán quần áo. Sắp tới khoảng vài ngày nữa thôi là đến ngày thu phí vỉa hè. Không biết mấy cái người mà bán ngoài vỉa hè sẽ ra sao. Đây có một cái căn nhà đang dán bảng thuê bán. Ở đây hồi xưa là thiết kế thời trang cái nhà khu này, cái căn này. Giờ là cho thuê. Con đường thì dạo này em thấy đang bỏ chạy gần hết, chạy quá trời. Ở đây thì em đi ngang cái vòng xoay
đi qua bên kia là quẹo trái là đường Cống Quỳnh, chạy tới xíu nữa là Bùi Viện, Hồ Tây. Giờ em đi hướng về, hướng về quận 7 luôn, và cũng về nhà nghỉ trưa rồi này kia. Đây có một cô bán, cô chú bán thanh long, bán dưa hấu rồi bán khoai. Bên kia có một căn cũng đang dán bảng cho thuê, mới dán đây em thấy có một tờ hồi xưa là cái quán nước hay gì đó em cũng không nhớ nữa, cũng lâu lắm rồi em mới đi lại con đường này. Xưa em ở bên đây là cách đây cũng hơn một năm, ở đâu đó hơn một năm rồi, mọi thứ ở đây đã thay đổi. Hồi xưa em ở còn chưa có cái con lươn cứng này nữa mà. Ngay bên phía bên kia đường, kế bên cái sửa xe Tài Nguyễn Du, có một căn đang cho thuê dán đầy hết, về mặt chiều ngang chắc khoảng 3 mét. Kế bên cũng có một cái tòa rất là lớn. Hồi xưa em nhớ hình như là khách sạn thì phải, nay cũng đóng cửa lại rồi, cửa cái mít rồi. Ở đây có một cái nhà hát cải lương, rạp với Trần Hưng Đạo nè. Em đi ra hướng đường Trần Hưng Đạo để đi qua cầu cầu Muối, cầu Ông Lãnh rồi đó, để đi về hướng quận 4 rồi qua quận 7, qua quận 4 về quận 7. Đây là đoạn ngoài Trần Hưng Đạo. Ngoài đây dạo này em thấy cũng đang thuê bán rất là nhiều. Ngay chỗ cái căn nhà một cam cam đó, ngay chỗ cái đường hẻm đi vào hẻm trăm Trần Hưng Đạo, cái bên có một căn cũng đang cho thuê nè, em thấy này. Chạy tới một xíu nữa cũng có nữa. Đợi cái dòng xe này qua cái đèn xanh này, cái qua đèn đỏ này, cái em sẽ lộ ra cái căn nhà bên kia cũng đang cho thuê. Nãy giờ đâu đó em đếm cũng chắc cũng khoảng 10 căn nữa chứ. Nhà trang trí là những cái lồng đèn rủ xuống, giờ phía trước là trở thành một cái bãi xe. Cho thuê nhà nguyên căn. Đây là ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, quẹo vô đường Đề Thám, quẹo phải thì đi thẳng là ra Võ Văn Kiệt, quẹo trái là đi vô hướng Bùi Viện rồi này kia.
đây thì em chạy cái đường cặp bên hông. Đến đây thì em quẹo phải để đi qua cây cầu Vĩnh Lãnh đi về. Thì video của em cũng xin phép là dừng ở đây. Thì cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào video tiếp theo. Thì nếu cô chú anh chị mà có yêu thích em thì để lại cho em một like, một subscribe, một comment để ủng hộ cho em. Và em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Em xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Hẹn gặp lại.